Quỷ quái lúc nửa đêm, chuyện ma của du học sinh Việt Nam ở nước ngoài. Xin kính mời các bạn cùng lên con thuyền ra khơi và đến với đảo kinh dị. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ được nghe các du học sinh Việt Nam kể về chuyện kỳ bí ma quái họ đã gặp ở nước ngoài. Đó là câu chuyện về chiếc bể bơi dài 49,99m với hai đầu là hai chiếc quan tài, những chuyện ma ở Singapore và đặc biệt hơn nữa, câu chuyện cuối cùng. Một hồn ma thiếu nữ ở Nhật Bản đã cứu anh chàng thoát khỏi tội giết người. Nghe thôi thì đã thấy hấp dẫn rồi đúng không nào? Và không thể nào chờ đợi thêm được nữa, hãy cùng Đảo Kinh Dị khám phá ngay lập tức. Câu chuyện thứ nhất, chuyện ma đáng sợ của du học sinh Singapore. Mình từng có thời gian sống rất là lâu ở bên Sing cùng với người nhà. Khu mình ở là khu Cavernat Locker. Ai ở Sing cũng đều biết khu này là khu nhà giàu và nằm kề bên cạnh dinh tổng thống. Đợt ấy mình ở trong một khu căn hộ, nói chung là cảnh vật đẹp nhưng mà khá là buồn vì ban ngày mọi người đều đi làm hết, khu sân chơi cũng vắng vẻ nữa. Hôm ấy thì mình ngủ ở trong phòng vào buổi trưa, đột nhiên nghe thấy có tiếng cười khanh khạch ngoài ban công. Bị tiếng động đánh thức, mình mới mở mắt dậy để nghe ngóng thì lại không thấy gì thêm nữa. Nghĩ là nghe nhầm thôi thì mình lại đi ngủ tiếp. Mình mơ thấy cảnh tượng một người đàn ông cầm dao đuổi theo một người phụ nữ. Khi mà cô ấy chạy vào trong thang máy thì ông ấy mới đâm hụt. Người đàn ông tức tối đi về, vừa đi vừa lầm bầm chửi. Khi mà mở mắt tỉnh dậy thì trời đã tối rồi, lại mưa lầm thầm nữa. Mình có hỏi cô chủ nhà rằng ở đây có ai đã từng bị giết chết hay không. Cô chủ nhà trợn tròn mắt và lắc đầu, mình cũng không hỏi thêm gì nữa. Những cái ngày sau đó, mình đều mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại như vậy. Mình online để tìm kiếm thông tin thì chẳng thấy gì thêm. Nếu mà bạn chưa biết thì ở Sinh đa số là người Hoa và họ vẫn cúng rằm bình thường. Khi ấy là rằm tháng 7, mình thấy cô hàng xóm người Hoa nhà bên cạnh xì sụp khấn vái trước cửa thang máy. Cúng trộm thôi, không có lễ lạt hương khói gì đâu. Mình mới lấy làm lạ hỏi cô thì cô trả lời rằng ở ngay chính căn nhà mình đang ở, ngày trước từng có một cặp vợ chồng sống ở đó. Nghe nói trước khi bị bắt thì người chồng buông thuốc phiện. Không biết vì sao mà hai vợ chồng họ suốt ngày cãi nhau đánh nhau. Có lần ông chồng còn truy sát cô vợ, sau đó cô này mới trốn về nhà mẹ đẻ. Một thời gian sau, người trong khu lại thấy cô về ở với chồng, nhưng mà chẳng được bao lâu thì cô đột quỵ chết trong thang máy. Người ta bảo nguyên nhân chết là do bị trụy tim, nhưng mọi người trong khu đều tin rằng cái chết của cô ấy chắc chắn có liên quan đến người chồng. Một thời gian sau nữa thì người chồng cũng bị bắt, đi tù ở đâu thì không ai rõ. Lúc đó mình muốn chuyển nhà lắm rồi, nhưng mà chót đóng tiền nên cũng đành chịu. Mình mới để tỏi ở đầu giường, còn dao dưới gối, cúng khấn ở ngoài ban công. Ấy vậy mà cũng bị vài lần bóng đè, sau đó rồi cũng hết. Cái căn phòng mình ở là phòng master, phòng lớn nhất trong căn nhà, cũng là phòng hai vợ chồng nhà đó ngày trước đã ở. Khi hết hạn hợp đồng thì mình chuyển sang nhà khác cũng ở trong khu. Mỗi lần mà đi qua cái khu nhà cũ ấy, mình đều chạy vù qua, không dám đứng lại lâu. Còn thang máy à? Đương nhiên là không dám đi đêm một mình rồi. Câu chuyện thứ hai, vẫn là ở Singapore. Nhưng của một người khác. Em đang du học ở Sinh. Trường em là Raffles Institution. Nói chung thì các bác biết ở đất nước Sinh nhỏ bé chỉ bằng Hà Nội thôi, nhưng mà bao nhiêu người chết ở chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ở Singapore thì rất nhiều nơi là nghĩa địa, và trường em cũng không nằm ngoài trường hợp đó. Bác nào mà bảo em chém ấy thì các bác cứ Google thì biết ngay. Chỗ của em ở là khu Bishan, ở ngay trung tâm của Singapore về mặt địa lý, từng là nghĩa địa chôn hàng nghìn người chết vì giặc Nhật. Nhưng mà nhà nước Singapore đã cho xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng nên khu này mới trở nên hot. Nhất là sau khi trường em di rời về đây vào năm 1993. Trước khi mà vào phần thân thì em xin nói trước, em không phải là một con người sợ ma. Em có thể cười đùa nếu như em nhìn thấy một bóng ma vì em biết họ không thể nào làm gì mình. Bác nào sợ ma thì cứ yên tâm nhá. Ma không hại trực tiếp lên người đâu, họ chỉ hù cho các bác chết vì đau tim mà thôi. Nhưng mà em rất là sợ quỷ. Cái mà bên Tây gọi là Evil với Demon đó. Em sinh ra ở Nga nên hồi trước cũng hay đi nhà thờ. Bọn này thì các bác cứ xem Paranormal Activity 2 sẽ rõ. Bọn nó đâm chém và giết người không tha. Và ký túc xá của em nằm trong trường luôn các bác nhé. Đến trường chỉ mất 2 phút mà thôi. Trường em có xây một cái bể bơi khá là đẹp, nước trong xanh, suýt được công nhận là bể bơi đạt chuẩn của Olympic. Lý do là ở trên Wiki thì cũng có nói về điều này. Là vì chiều dài của bể là 49,99m, không đạt được 50m đâu. Còn vì sao thì bởi vì hai đầu của bể bơi có quan tài hay sao ấy, đào tiếp đều không có được. Cứ đào tiếp thì đất nó lại lấp vào bên trong.
Nói chung là trường cũng đành hài lòng với cái mức là 49,99m này mà thôi. Trường của em cũng nằm ngay cạnh một cái nhà đốt xác nữa. Có một cái câu chuyện về Biology Lab, là phòng thí nghiệm sinh học. Em có nghe kể rằng một toán học sinh ở lại trường sau đêm. Cái điều này rất là phổ biến ở đây, vì cắm trại, làm việc nhóm hay làm một số việc. Và họ mới đi qua căn phòng này vì thấy đèn sáng trưng. Bọn nó kể là cái xương bàn tay người giả, nhưng mà khá là to. Lúc bình thường thì vẫn hay nằm ở trong một cái bình. Thế mà cái bình bây giờ khá là to nhá, nhìn từ cửa ra vào được. Thì cái bình bị mở nắp, xương thì lại không thấy đầu nữa. Có lẽ ai đó đã tha cái xương đi chăng. Nhưng mà giáo viên thì thường muộn nhất là 7 giờ tối đã về rồi. Bảo vệ thì không ai làm như vậy cả. Còn trộm thì lại không có chìa khóa. Bọn nó xem qua cái ô cửa kính, mà phòng thì lại sáng trưng đèn nữa. Các bảo vệ thường hay đi tuần và tắt hết đèn rồi. Bọn nó mới chạy đi gọi bảo vệ. Lúc quay lại thì ông bảo vệ mở cả cửa ra, nghi là trộm. Thì lúc đó đèn đã tắt và mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Và còn cái chuyện nữa là chuyện gặp ma ở sân vận động. Một toán du học sinh người Indonesia có kể lại, và họ đã ra trường 2 năm nay rồi. Họ có ông nghịch thử ra xem trường vào ban đêm ra sao. Đúng 12 giờ, một toán người kéo nhau ra sân vận động. Họ đứng một lúc thì thấy một con mèo đứng từ xa, lông trắng tinh tỏa sáng. Trường em thì có nuôi 4 con mèo hoang, nhưng tất cả đều lông màu nâu đen hết. Mắt của nó đỏ lừ như đèn laser, nhìn chăm chăm từ xa vào và kêu thật là to và dài. Tất cả bỏ chạy tán loạn về ký túc xá. Trên đường có bạn bị ngất đi, vì theo như kể là nhìn thấy một bóng ma bay lơ lửng, chứ không phải là anh nào mặc áo trắng tinh dọa đâu nhá. Mọi người mới tập trung lại ở trước cửa ký túc xá thì thấy thiếu cô này, nhưng cũng không có dám quay lại. Cuối cùng cô kia được bác bảo vệ cứu sống. Đến nữa là một cái chuyện này do hai giáo viên của trường em kể lại. Vâng, đến ký túc xá thì bọn ma đó cũng không tha. Hồi đó có hai giáo viên nữ này vào ở ký túc xá em, ở phòng 4.16. Hồi đấy cái nhà 13 tầng của em chưa được xây, chỉ có 4 nhà 4 tầng mà thôi. Chuyện là trước đây có một du học sinh nữ người Tàu vào phòng 4.16 sống, nhưng mà do áp lực quá nên mới treo cổ tự tử. Sáng người ta vào phòng thì đã tắt thở lâu mất rồi. Hôm đấy hai giáo viên kia có việc nên phải ngủ nhờ ở đó. Nửa đêm chợt tỉnh dậy thì một cô mới thấy một cô bé mặc áo trắng xõa đang bị treo cổ lên. Dây đung đưa như là gió thổi một tờ giấy vậy. Cô kia hét ầm lên, vồ sang giường của cô bạn rồi gọi cô bạn dậy. Nhưng mà lúc cả hai nhìn lên thì chả thấy cái gì nữa. Người ta nói là phòng đó mấy năm liền không ai dám ở. Cho đến gần đây thì mọi người quên chuyện cũ rồi thì mới cho học sinh vào và cũng không thấy họ nói gì thêm. Vâng. Em thì là người không sợ ma cho lắm, nhưng mà xem cái phim ma Nhật ấy thì rất là sợ nhá. Tại bọn nó bựa very cool, toàn lấy xác chết rồi mặc áo trắng xõa ra hù. Em chỉ có không có sợ những cái bóng ma thôi. Đơn cử là một hôm em đang tu coca, lúc đó cũng 1 giờ đêm rồi, thằng cùng phòng thì chắc là đi chơi. Em đang ngồi chat chít với con bạn em thích. Chat thế nào rồi em sờ lên mặt bàn không thấy lon coca đâu nữa. Em mới sờ xuống đất cũng không thấy. Thế là em bảo nó chờ tớ tí nha, tớ đi tìm cái lon coca. Đến nó còn phải cười, sao cậu uống để đâu mà lại phải tìm. Em bảo là vừa uống vừa chat với cậu cơ mà, chắc là đá đi đâu mất rồi. Và em mò mất 10 phút các bác ạ. Rồi mãi em mới thấy nó ở trong phòng vệ sinh. Em thề với các bác là em vừa uống vừa chat với gái, không nhách đít đi đâu luôn. Em về lại chỗ ngồi rồi bảo nó là tớ tìm thấy ở trong phòng vệ sinh. Bảo là quái lạ, có đi đâu đâu mà. Thằng cùng phòng thì lại chưa về. Nó mới nói đùa em, chắc là cậu bị ma trêu rồi. Thế rồi hôm nọ đi bơi các bác ạ, ở cái bể bơi chết tiệt dài 49,99m em kể đoạn đầu đó. Tất cả các cầu thủ trong đội bóng đá hôm đấy đều được lệnh đi bơi. Em cũng không hiểu tại sao huấn luyện viên lại cho quyết định kỳ cục đến như vậy. Em đến trễ nên em vào thay đồ sau mọi người. Trong phòng thay đồ không có một ai, nhưng mà em thấy có một cái quần bơi, cái cặp và cái khăn tắm ở trong đó. Em mới vào tắm vòi qua loa rồi đi ra, thì em thấy một cảnh tượng thật là hãi hùng. Cái vòi nước nó tự nhiên phụt nước một phát ở cái ở bể rửa tay. Nhưng mà cái đó hoạt động bằng cách các bác phải cho tay vào thì nước mới tự xả ra. Còn đây thì lại chả có ai dí tay vào mà nó cứ xả ra như vậy. Đành lòng thì vòi hỏng đi, xả trên miên. Đây nó lại cứ phụt một giây xong rồi lại tắt. 10 giây lại phụt một giây xong lại tắt. Em hét lên, fucking stop it, dừng lại đi.
thì thấy nó im im được trong vòng 2 phút. Em mới ra kêu đồng đội vào xem. Vào thì thấy cái vòi không phun, nhưng bộ quần áo và khăn tắm cùng cái cặp đã biến mất rồi. Em thề là lúc em ở đó không hề có ai. Và em chạy ra gọi mọi người vào mất mấy giây thôi chứ có lâu đâu. Đêm hôm qua, đang ngồi đọc thớt bác chủ thớt tắm thấy ma đấy. Thì em đọc mà buồn cười quá, chả thấy sợ gì. Đột nhiên em nghe thấy tiếng lạch cạch, như là ai đang đung đưa cửa phòng tắm vậy. Cửa em để khép khép gần đóng thôi. Rồi tự nhiên nước tí tách rơi nhỏ giọt từ vòi tắm. Em cũng hơi nổi da gà, tại vừa đọc cái thớt kia xong, nhưng mà lại không dám gọi cái thằng cùng phòng dậy. Em để im im thì thấy cái cửa nhà tắm nó mở ra một tí mới điều chứ. Lại nghĩ đến mấy cái phim ma Nhật sẽ có một xác cô gái bò ra, em bắt đầu tởm vãi cả hàng rồi. Em lẩm bẩm: "Please go away, God is with me." Xin hãy đi đi, Chúa ở bên cạnh tôi. Thì mới thấy nó im im. Em để iPad xuống sàn nhà và nhắm con mợ nó mắt lại, bình tĩnh rồi tự nhủ: "Mợ nó, con ma nó sợ Chúa à?" Nhắc lại là trước em hay đi nhà thờ, tuy là em không theo đạo. Đấy, nói chung là dạo này em hay gặp những cái chuyện như vậy. Hồi trước ở bên Nga em còn bị nhiều hơn, về Việt Nam cũng hay gặp mấy chuyện như thế vài lần. Mà em ngồi nghĩ đi nghĩ lại, tại sao trường em lại phải bật các đèn sáng trưng vậy? Chỉ có ở bên trong các lớp học mới tắt hết đèn mà thôi. Tại sao mà lại phải có nhiều bảo vệ đến vậy? Tại sao lại nuôi mèo hoang cho nó chạy linh tinh khắp khuôn viên? Trộm vào thì không vào được, lại có camera ở khắp mọi nơi. Với cả có hàng rào, bảo vệ nhiều, bật đèn sáng trưng làm cái gì cho tốn điện? Một số sinh viên ở lại trường sau đêm thì đâu có ở lại cả trường đâu mà phải bật khắp cả trường. Em thiết nghĩ ban lãnh đạo nhà trường đã quá rõ về những vụ việc tai quái xảy ra khắp trường. Chỉ có điều ít chuyện trong số đó được kể ra mà thôi. Một câu chuyện rất là thật, rất là đời và cũng rất là bánh quấn đúng không nào? Và ít tạm rời xa đất nước Singapore, chúng ta cùng đến với Nhật Bản. Câu chuyện thứ 3, rùng rợn Nhật Bản. Tôi đã từng thuê phải một căn hộ ma ám khi mới sang Nhật Bản. Đó là một căn hộ rộng 30m² ở quận Nerima, Tokyo và tôi sống một mình. Tuy nhiên lời khuyên cho các bạn là trước khi đi thuê nhà ở Nhật, bạn nên kiểm tra ngôi nhà đó trên một trang web đặc biệt, xem đây có phải là nơi từng xảy ra những vụ án chẳng hạn như là tự tử giết người hay không. Chính vì tôi không biết cái mẹo này, vậy nên tôi đã bị bên trung gian lừa gạt và thuê đúng vào căn nhà ma ám. Chuyện kỳ lạ xảy ra khi tôi mới đến phòng ở được vài ngày. Cái giường mà tôi nằm là đồ có sẵn trong phòng, có hộp tủ bên dưới và đệm ở bên trên. Gác lửng thì tương đối là cao, khi nằm có thể nhìn thấy toàn bộ phòng. Khoảng tầm một tuần, tôi luôn luôn bị tỉnh giấc vào đúng 3 giờ sáng. Toàn thân thì như bị ai đó ướp đá, luôn lạnh toát nhưng mà đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Trong đầu luôn vang lên tiếng ong ong, điện thoại thì luôn bị tắt một cách đột ngột vào giữa đêm. Cho dù trước đó tôi chỉ để chế độ im lặng. Thêm vào đó có một lần dậy đi vệ sinh, tôi còn từng nhìn thấy một bóng một cô bé lờ mờ đứng ở giữa phòng, khuôn mặt hướng về phía tôi. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân tôi như bị điện giật, tóc dựng hết cả lên, da đầu thì tê dại, giống như bị dị ứng vậy. Lúc ấy tôi chỉ có thể tự trấn an mình đây là mơ thôi. Nhưng nếu là mơ thì cũng quá thật đi mà. Tiếp theo, đồ đạc trong phòng tôi như vali, máy tính và thậm chí là cả sách vở luôn biến mất hoặc bị tự ý di rời khỏi vị trí vốn có. Mọi chuyện chỉ thực sự tồi tệ hơn khi vào một cái tối khuya nọ, sau khi tôi đã đến ở gần một tháng. Hôm ấy kết thúc công việc làm thêm về muộn, cái khoảnh khắc tôi vươn tay bật đèn, tôi chỉ có thể nghe thấy những âm thanh chói tai của công tắc vang vọng trong phòng. Không hiểu sao đèn chẳng thể nào bật lên và ngay cả điện thoại cũng đột ngột sập nguồn, không thể nào khởi động lại. Khi mà tôi đang mò mẫm cất đồ, vừa quay lưng lại, giữa bóng tối u ám trong phòng, tôi bỗng nhìn thấy cái bóng lạ hoắc của bé gái đó thêm một lần nữa. Ngay lập tức toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh ngắt, người mềm nhũn, không dám tiến lên một bước nào. Tôi cố gắng suy nghĩ về N khả năng xảy ra chỉ trong vài giây, như là trong nhà có kẻ trộm ư, rồi sau đó lại tự phủ nhận. Không thể nào, một đứa nhỏ sao có thể là kẻ trộm? Mình đang nằm mơ sao? Nhưng mà đầu óc của mình đang tỉnh táo thế này mà, không hề có dấu hiệu ngủ mơ. Cuối cùng tôi không thể nào nhịn được nữa, bèn lớn tiếng mà quát: Em là ai vậy? Em định làm cái gì? Nhưng đáp lại tôi chỉ là một cái sự im lặng chết chóc. Một lúc sau tôi thậm chí còn nghĩ, nếu là ma Nhật thì không hề hiểu tiếng nước ngoài đâu.
nên tôi lại lặp lại câu hỏi bằng tiếng Nhật. Sau đó trí nhớ của tôi trở nên rất mờ nhạt, nói rằng tôi đã ngất đi thì đúng hơn là ngủ thiếp. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì ngoài cửa sổ trời đã sáng rồi, đèn và điện thoại đã có thể khởi động lại như bình thường, hoàn toàn không hề có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên tôi không còn dám ở một mình trong căn phòng đó nữa. Cứ mỗi tối tôi đều bật đèn trong lúc ngủ, rồi ban ngày thì chịu khó đi tìm nơi ở mới. Sau này một người bạn học đã bật mí với tôi về trang web có thể tra cứu và tìm kiếm những ngôi nhà bị ma ám. Vì vậy tôi đã tìm kiếm vài thông tin về căn hộ mà tôi đã sống trước đây. Kết quả thật sự là chết tiệt. Vào tháng 1 năm 2014, có một em học sinh đã tự tử bằng cách nhảy từ cửa sổ của một căn phòng trên tầng 5 ở khu vực này. Mặc dù là không nêu rõ độ tuổi cũng như không chỉ rõ địa chỉ, vậy nhưng tôi có linh cảm chắc chắn rằng đó chính là căn hộ trên tầng 5 mà tôi đã từng sinh sống. Tiếp theo thì vẫn là một câu chuyện của du học sinh Nhật Bản. Câu chuyện thứ tư vẫn là Nhật Bản. Đây là một câu chuyện do mình nghe kể bởi bạn thân của mình là N. Cậu ta từ nhỏ đến lớn đều học rất là giỏi, chẳng những giỏi mà còn là con nhà giàu nữa. Sau khi học xong lớp 12, cậu dự tính sang Nhật học công nghệ tiên tiến để về nối nghiệp cha làm tổng giám đốc công ty. Sang Nhật, cậu thuê một phòng trọ trong một nhà trọ ở gần nội thành Tokyo, tức là cậu ở ngoại ô. Lúc vào phòng, cậu có cảm giác hơi lạnh lạnh. Chắc do nhà cũ kỹ, quét dọn lại là ở được thôi, cậu mới nghĩ như vậy. Nói xong liền bắt tay vào quét dọn. Cậu ở một ngày, hai ngày, ba ngày thì không sao. Qua đến ngày thứ tư, đêm đó cậu ngủ nằm mơ thấy mình đang ngồi trước tivi. Góc tường bên trái có một cô gái mặc bộ kimono đang quay mặt vào trong tường. Trong vía của cậu mới hỏi rằng, cô là ai? Hỏi như thế ba lần mà cô gái này chẳng trả lời. Quên nữa, còn có một chi tiết. Cô gái mặc bộ kimono màu tím, phần da trắng xác, nhìn lúc đầu thấy hơi ớn ớn. Cậu hỏi ba lần mà cô gái chẳng trả lời thì cậu tính mình sẽ lại hỏi tiếp. Cậu vừa đứng dậy thì thấy cô gái quay đầu lại. Không phải là quay toàn thân mà chỉ là quay cái đầu lại mà thôi. 180 độ lẻ 5 phút luôn. Thì một cái hình ảnh kinh dị đập vào mắt cậu. Đó chính là hốc mắt sâu, miệng thì có răng nanh, không hề có lỗ mũi. Tóc bới gọn gàng đặc trưng của người phụ nữ Nhật Bản bỗng xõa ra dài quá chân. Đến đây cậu giật mình tỉnh dậy, người đổ mồ hôi ướt nhẹp, hôi rình. Đang hoảng sợ thì lại càng hoảng sợ hơn rằng cậu đang nằm ở trước tivi. Qua ngày hôm sau cậu quên cái vụ tối hôm qua. Cậu quyết định tiếp tục đi học và lúc chiều về thì thấy trong nhà có một đôi hài màu đỏ. Lúc này trong đầu cậu mới nghĩ rằng chắc là bác chủ nhà đi qua kiểm tra phòng và để quên lại. Tới lúc này cậu vẫn chưa nghĩ đến chuyện tâm linh vì cậu chưa từng gặp chuyện tâm linh bao giờ. Cậu tính rằng một lát nữa sẽ đem qua trả lại cho bác chủ nhà. Nghĩ xong thì cậu tắm rửa. Đang tắm thì nghe thấy cái tiếng lịch bịch ở ngoài. Cậu nghĩ rằng chắc do mấy con chuột chạy giỡn thôi. Khoảng chừng 5 phút sau, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc. Cậu mới nghĩ rằng quái lạ, mình đã khóa chốt cẩn thận rồi mà, làm gì có ai vào phòng mình được chứ. Hơn nữa bác chủ nhà giờ này đang đi tập thể dục. Cậu liền nhớ đến hôm qua. Bỗng cúp điện, cậu sợ lại càng thêm sợ. Tính mặc đồ lẹ lẹ rồi đi ra khỏi phòng. Thì lúc đi ngang qua phòng khách, chẳng hề thấy đôi giày màu đỏ đâu nữa. Cậu mới hoảng quá. Lúc đó bà chủ nhà đi tập thể dục về. Cậu kể lại mọi chuyện thì bà lúc này cũng thú thật. Lúc trước cái phòng này là con gái bà bị thằng kia hiếp rồi giết, dìm xuống bồn tắm ngay trong phòng mà N thuê. Ngay trong đêm đó, N quyết định thu xếp đồ đạc rời khỏi căn nhà và sáng hôm sau bay về Việt Nam vì quá là hoảng sợ. Về đến thành phố Hồ Chí Minh, N đi tìm thầy ngay lập tức. Thầy nói cái lần nó hiện mà quẹo đầu là nó muốn cảnh cáo con không được ở trong phòng đó nữa. Nó thì cũng là ma tốt thôi, vì biết con sắp sửa bị dính vào một vụ án mạng nên mới 5 lần 7 lượt hiện ra dọa con để con mau mau rời khỏi nước Nhật. Nếu mà con không rời khỏi đó thì hôm con bay về nước sẽ bị cảnh sát bắt vì bị dính án oan giết người và vĩnh viễn không về nước được nữa, sẽ chết ở trong tù. Thầy nói xong liền tổ chức buổi lễ đọc kinh cầu an cho N. Và từ đó về sau, cậu N này cũng không hề dám qua Nhật nữa. Phải nói quá là bánh quấn luôn đúng không nào? Video ngày hôm nay cũng kết thúc ở đây mất rồi. Nếu bạn thấy hay đừng quên like và share. Và thêm vào đó là subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức để đón xem những câu chuyện ma mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.